Tina và Gia Hồng. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi có thể chơi cái máy bán tự động. Chúng ta sẽ có nhiều món ngon nghẻ lắm đây. Chúng mình cùng chơi ra xem thôi nào. Ok, đầu tiên là con phải có vé. Đúng rồi. Vé chúng ta sẽ thiệt. Chúng ta cùng thiệt. Chơi thôi nào. Chị xem cái này là bao nhiêu tiền nha. Cây kem này là 9.000. Rồi cây kem này là 5.000. Vậy thì lấy tiền thôi. Tiền. Thôi khỏi chơi tiền đi. Khỏi lấy tiền. Đây là tiền nè mấy bạn, mình có 2 tờ tiền. Tụi mình bằng tuổi nhau mà, cho nên tụi mình ở nhà chung. Thật sự tụi mình là
giả bộ cái này là đây bàn. Là cái bàn của tụi mình. Chúng mình hãy ăn đi. Ăn cái này để. Ăn cái này.